chào bạn nha. Tối mình đi soi được mớ ba khía bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm mắm ba khía bạn xem nha. Cách làm ba khía muối các bạn. Đây, tối soi như đây các bạn. Làm mắm ba khía đơn giản lắm mấy bạn ơi. Mình có tỏi ớt, muối, muối hột hoặc muối bột các bạn. Với nước, với cái keo được rồi. Đặc biệt mới là mấy bạn làm mắm ba khía thì phải dùng nước cây, nước giếng hoặc nước lọc nha các bạn. Đừng có dùng nước mưa nha. Nước mưa dùng thì xài nước mưa sẽ bị hư cái hũ mắm các bạn. Ba khía bị muối á, ăn không được đâu. Rồi nước thì bạn vừa phải thôi. Này là nước nước giếng mình bơm lên nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ muối cho bạn. Thì ước lượng khoảng chừng 1,5 kg tới 2 kg ba khía thì một chén muối bạn. Này khoảng chừng gần 2 kg các bạn. Mình xài một chén muối nha. Mình xài muối hột. Các bạn xài muối bột cũng được. Mình thì muối bột mình hết rồi, còn muối hột không. Rồi quậy anh coi. Quậy đây. Quậy cho tan muối đi. Quậy yếu gì à? Quậy lại lên. Với đặc biệt thứ hai là các bạn phải chọn ba khía sống và ba khía chắc nha. Ba khía sống thì nó sẽ ăn muối, ba khía chết nó không có ăn muối được các bạn, là không có uống nước muối được, nó sẽ bị hư. Ba khía chắc thì thịt nó còn ba khía ớt thì nó bị mất thịt nha. Là quay lại lên. Bây giờ mình bỏ ớt với tỏi vô các bạn. Đây ạ. Rồi quay tiếp tục quậy đi. Mắm ba khía thì mình làm đúng tiêu chuẩn như vậy thì khoảng chừng 3 ngày là ăn được các bạn. Mình trộn với khế nha. Khế với chua chát với gạo hộp. Và tan muối cho con. Này có con cháu phụ quay video mình nữa bạn. Rồi tan muối chưa? Rồi được rồi, bỏ nước ba khía vô. Giờ này mình quay gấp ba khía bỏ vô các bạn. Ít bỏ. Bắt con nói Kha. Tiếp tục bắt bỏ vô các bạn. Đây, bắt cái sống nha. Rồi, đẩy cái bề kia cho nó dễ. Đẩy bề kia đỡ thôi mà. Nè, bỏ vô. Cái keo này hết không ta? Trời ơi, nó bù nó kẹp á. Lấy cái bề kia cho lẹ đi Kha. Nè, kéo vô nè, hiểu không? Rồi, đẩy vô. Này dừng 3 ngày ăn được nha các bạn. Bắt khía các bạn phải rửa sạch nha. Đặc biệt là đừng có bắt khía chết nha. Sẽ chết là bị thúi hư luôn. Sống nó mới uống được nước muối các bạn. Đẩy lại mạnh chút, mạnh chút. Đẩy mạnh luôn, hai tay bỏ đũa đi. Trời ơi, chậm chạp quá. Cái tay đẩy đầy luôn cái keo luôn rồi. hí thôi nó bò ra phải chưa. Bỏ vô nó đừng đổ cái keo nước luôn. Bây giờ con nhịn kéo ra đổ cái keo nước. Cho vừa đủ luôn các bạn ơi, vừa đủ keo đè keo luôn. Rồi, trả về lại. Trả về dặn cái nắp luôn. Rồi, ok. Thế là xong các bạn. Vậy là mình để trong vòng 3 ngày là ăn được nha. Còn mấy video trước mình có làm keo mắm các bạn. Mắm tép. Đây, đây đỏ các bạn. Với keo mắm cá này bạn thấy không? Đó, mình có làm video các bạn nhớ xem trong YouTube kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.